mai mình sẽ không làm theo yêu cầu anh em nữa. Mình thấy rất nhiều yêu cầu anh em nhưng mà mình sẽ không làm nhá. Hôm nay mình sẽ quay trực tiếp anh em cách đánh từ cái 9 lên thẳng master nhá. Đang 3.700 anh em ơi. Bây giờ lên master là 3.800 anh em nhé. Đây 3.800, mình đang 3.717. Chỉ cần thắng 3 ván nữa thôi. Nhưng mà nếu mà trong trường hợp thắng 3 ván mà nó cộng 22, 23 điểm mà khả năng rất khó lên. Thì chúng ta cứ từ từ nhá. Còn giờ ở danh cao thì thực sự thắng được 3 ván liên tục cũng không phải là chuyện khó đâu. À dễ đâu. Rất là khó rồi đấy. Bạn Long, Long Lưu này vừa gặp ở đây. Chơi cũng là đôi nước 2 thẻ anh em nhé. Đó, đôn 2 thẻ thôi, đôn 2 thẻ thôi. Ok, đôn này. Ok, chúng ta đánh anh em nhé. Mình tiếp tục mở đầu, mình sẽ không chơi Jack cầm chết hay chơi gì, mình sẽ chơi quân này nhá. Ok. Càng phết đấy bạn ạ. À, thằng này Master 1 rồi này, 3810. Đây mình sẽ ra tiền nữ trước anh em nhé. Ok, bạn này holo cần nai anh em nhé. Mình nguy cơ bạn này cũng có hóa xương lắm. Rất căng em ạ. Ok, mình sẽ ra unbox anh em nhé. Ok, này thì lo cái deck kìa anh em ơi. Ok em nhé. Chết rồi, xưa mình chết chắc rồi anh em ạ. Rồi, chết tốt rồi. Còn cứu con đá anh em ạ. Cứu được một tí con tanh. Khá là tuyệt vời luôn. Ok, con bùn này anh em này, mình sẽ bóp cho teo bùn luôn em nhé. Bùn này. Bùn này, bùn này. Ok, mình sẽ nhảy đây anh em nhé. Tấn công tiếp mình chơi anh em ạ. Bằng đấy. Thôi. Này thì không được rồi anh em ạ. Ai da, khét thế chứ. Khét đấy anh em ạ, khét đấy, khét đấy. Ông mày cho mày quả này. Ok anh em, mình sẽ đặt đây. Mình biết là nó sẽ đánh chết. Ôi giời ơi. Bóp anh em. Anh em bóp luôn cho mình. Hốt đấy kì. Bè vào. Ôi, không kịp gọi dòng anh em ơi. Nguyên nha anh em nhá. Cộng 38. Càng càng càng. Nói thế chứ 3755 rồi. Đúng 2 ván nữa thôi sẽ lên anh em ơi. Trung Quốc hay Hàn Quốc đây? Hàn Quốc. Hôm nay mình chơi 2 ván gặp cả cấp 10 tất anh em ạ. Lần trước mình chơi toàn gặp cấp 8 cấp 9 thôi. Xem bạn này ra gì đây, bạn này đang ra dạng mana anh em ạ. Ôi ông dạng mana, ông ra hút này thì pha ke rồi. Ok, cấp 8 nó chích đầu lắm. Phê lắm. Biến. Ok em nhá, con trâu này bạn ấy đang bị ép đây rồi. Ôi trời ơi. Bực mình thế nhở, con sở tôm chết anh em nhé. Anh em không phải lo vấn đề đấy đâu, tay cho ba tay đi luôn. Hồi sinh à, hồi sinh à, thích hồi sinh không? Dòng hay sao anh em ạ? Bóp luôn anh em nhé, con dòng này pha ke mà. Ôi phí quá, bóp vào đúng lúc đang ấy anh em ạ. Nhưng mà không sao anh em ơi. Từ từ anh em nhá. Mình sẽ nhảy sói này. Đặt. Trúng.
dòng này. Ok, phần này kết liễu con dòng anh em nhé. Kết liễu dòng thôi. Nắm dòng thế nhở. Mình vẫn chưa muốn khoe dòng rồi. Ép mình quá. Mình bó này anh em này, con dòng này bốc hơi này. Bốc hơi này. Ôi giời ơi, pha ke, pha ke, pha ke. Ok. Lại phải win. Cộng 31 em nha, 3786 rồi anh em ơi, trận cuối, trận cuối nào. Trận cuối, trận cuối nào. Đợi ra ha. Cấp 8 anh em này. Vậy căng ấy nhờ. Nếu mà cấp 8 này mà chơi quân thần chết thì ngon anh em. Mình bắt được chiến thuật này dễ khác luôn. Ok, mình sẽ để hai tố lốc nhá. Mình rất cần hai cái tố lốc giờ này luôn. Quân khá là hay luôn anh em ơi. Trời ơi, nó giúp mình luôn rồi anh em ạ. Ôi, bạn này copy cấp 6 yên tâm anh em nhé. Anh em yên tâm. Ok anh em nhé, anh em đừng ra tiền nữa vội. Bởi vì cái thời khắc này đang dạo mana này có khả năng là có pháo và có gì nha anh em nhé. Ok, mình sẽ thổi về anh em nhé. Đó. Đừng dùng tiền nữa vội anh em ơi. Mà anh em hãy giã quả pháo này là chết tất anh em nhé. Mày hả bữa ấy. Ok, mình đoán phát này ra con boss này. Hoặc là Saman, Phượng Hoàng gì đấy. No, 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 no. Đau thế cha nội. À, boss bảo giác sai lầm của tuổi trẻ. Ok, mình sẽ ra này anh em nhá. Ok, ra luôn đi anh em ơi. Đó, anh em thấy gì chưa? Phải nói là căn chính không còn chuẩn luôn ạ. Chết rồi, bạn này lại há hốc mồm kinh ngạc rồi. Trận này gặp ai thì gặp, chứ gặp phải bro đây rồi nhá. Phải bro rồi. Ok, mình sẽ ra sẵn anh em nhá. Ok. Good game. Lên rồi anh em ơi, lên rồi, lên rồi, lên rồi, lên rồi. Lên lên lên, chụp ảnh cái ảnh cái anh em ơi. Lên rồi, anh em thấy gì chưa? Ok, nó có cho mình tí ngọc anh em ơi. Có tí ngọc rồi. Đấy, đúng. Không biết nó mất mình nâng con gì đây anh em ạ. Ok, có tí màu anh em ạ. Màu quả này nó bắt nâng cái con combo hoặc là con epic anh em ạ. Bởi vì mình thấy có hai ngọc epic của combo này. Ôi, nó bắt mình nâng cung anh em ạ, pha ke thế. Không ấn đâu rồi anh em ạ. À, được được, thế thì tiện đây thì mình ấn nâng con gì nhỉ anh em nhỉ. Phượng Hoàng anh em ơi, ôi Phượng Hoàng có được đâu. Đá. Vâng, mình sẽ nâng đá anh em nhá. Đó, nó bắt mình nâng cung, thôi mình nâng đá anh em ạ. Trời ơi, có gì đâu anh em ơi. Epic hay biết tiếng nâng epic nhỉ. Nâng sói này cho phê. Ok, mình sẽ đánh tiếp anh em nhé. Đánh tiếp anh em xem một trận nữa master cho nào. Yết đòn 57 master 1. Ây à, cấp 11 em ạ, khét đấy. Ngọc cấp 11 là hơn mình rất nhiều level rồi. Trận này là cứ phải từ từ anh em nhá, không là lỗi phát là thua luôn đấy. Tiếp tục anh em nhá. Đá 11 thì nó búp 8% máu và cái lượng máu khá dày anh em nhá. Ô hai bạn này. Ô hai anh em ơi, đừng nhả anh em ạ. Có thể nào cứ ra hết đi. Ôi giời, bè cái tượng vào đây này. À, 5 mana này quân hơi bị lâu vậy nhỉ. Này này, nện cho này. Ok, win anh em ơi. Win rồi. Cộng 29 anh em nhé.
Ok, mình sẽ lốt hoàn thành lốt cái dương này cho anh em xem nhé. 4 trận thắng rồi, trận này mà thắng nữa là chuỗi 5 anh em ạ. Ấy à, tìm trận này lâu ấy nhờ gấp. Nó lại bị gì anh em ơi? Đây again. Black Kini anh em này. Đây là con này là không nhỉ, không thấy nữa nhỉ. New Crew level 12. Lại anh em nhá, mạng nó bị sao rồi. Đấy, cứ ấn được này không được đâu anh em ạ. Ấn làm sao mà để nó không được cơ. Mình cứ ấn can cái L phát là lại được à. Cancel phát là thôi đấy. Là lại thoát ra luôn à. Đây rồi. Đấy, XXX à. Master 1, Highly FTA. Bạn này biết anh em nhé, bạn này mình biết. Mình thấy bạn này Highly F Clan này mình thấy rất quen anh em nhé. Đối đầu khá nhiều lần rồi. Lần này lại được gặp nhau. Ok, mong được giao lưu cái anh em nhỉ. Đấy, dao này em nhá. Cấp 8 anh em hốt đấy kì bố con thằng nào. Cấp 8 này. Bạn này thành mấy cấp 8 anh em ạ. Lo đấy kì. Úi dồi. Úi giời anh em ơi, bạn này chơi cái này anh em ạ. Giết người rồi. Này là chơi cái này không được rồi, chơi xấu quá, chơi xương xấu quá anh em ạ. Ok anh em nhá, công thành mình mới công một tí thôi, không phải lo đâu. Nguy hiểm Phượng Hoàng em ơi. Ok em nhá. Cậu nó cổng, nó cổng mình hơi bị đau đấy. Cậu hơi bị đau anh em ạ. Chết đấy, nhưng mà mình sẽ không chịu thua anh em nhá. Anh em để tưởng làm gì không? Mình biết. Ôi trời ơi. Pháo chưa rồi, lỗi rồi, nhảy sói anh em này. Ok, winner. Mình sẽ để sẵn cái tượng anh em nhé. Mình sẽ không gò tượng đâu. Ok, good game. Này dám chơi xương mày chế. Bọn anh à. Cộng 31 anh em nhé. Chuỗi win toàn 5 trận anh em nhé. Thôi đồn thế thôi. Cứ bị đồn thì thôi anh em ạ. Ôi giời ơi nhá. 9 thẻ anh em ơi, được 3 kim cương, 715 vàng. Vàng ở đây mình có nâng cấp được cái gì đâu anh em. Xem nào, mình xem mấy con đằng sau là về sau có dùng thì mình sẽ nâng anh em nhá, xem nào con gì không. Ui nhìn là phải yếu thế. 7 mình sẽ nâng con nha. Khỉ. Ồ. Nâng cái hũ phóng đại anh em này. Tôi nâng tố lốc anh em ơi, lên đây vào 6 nha anh em nhé. Ok, như vậy là mình đã hoàn thành nhiệm vụ lên master anh em nha. Ôi trời ơi, mình không muốn nặng tay đâu, nhưng mà đồng minh của mình thì nó sẽ cho bay màu luôn anh em ạ. Ngoại quốc là bay màu luôn. Anh em không phải lo vấn đề đấy nha. Không đôn đâu, đôn thế thôi anh em ạ. Rồi, như vậy là clip thực hiện lên master mình đã thành công anh em nha. Với chuỗi 5 trận thắng. Anh em nào có thử thách gì anh em hãy bình luận dưới video của mình nha. Mình sẽ làm theo yêu cầu anh em. Rồi bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.